anh chị em nha. Nay mới vệ sinh xong con nè, hai con Tanaka đây, con 27 đẹp đẹp ha. Lấy đi vệ sinh rồi. Vệ sinh xong rồi em mệt em ngủ mới thức. Rồi quên em lấy con giấy. Giờ để em gáp vô quay cho anh chị xem. Mang đẹp quá trời. Cái dòng 27 này á, lòng 35 ly nha anh chị. Cái máy nó nổ sướng lắm nha. Nè, cái cục này, cục ấy của nó nè, cái cục ghi đồng cái lái á, nó bắt vô cái lát vậy nè. Rồi xong cái này là gắn cái tay nha. Em lấy cái lát cho. Nhưng mà em không gắn cái cục ở đâu, gắn cái cục vô nặng quá. Nữa, có gì em lên gì cho anh chị nè, cho nó gọn, phải không? Lên một là cái dòng của thẳng gì nè, còn thường mấy cái dòng này là của VinWatt là nhiều rồi ta, lát đặt đây là nó nè. Em vệ sinh xong em để đây nè. Cái máy này không có cần xe bóng nha anh chị, này còn đẹp lắm nè, nó vận chuyển nó bị chạy nhẹ nhẹ máy này nè, nó dính ba cái mũ cái nhựa của máy khác đè lên á. Cái này mình lấy cana bát là cái máy tinh nè. Chồng ha, có tình ha. Nè, ý là em gửi gì mà nó còn dính dơ chút đỉnh nè. Cái đó chút gáp để em chịu sơ lại. Chứ xịt nhiều quá nước đây nó nhiều quá nó không được. Nè, lắp cái chắn cỏ rồi dính luôn nha. Và đây em cầm cái máy quay để nó gấp viền gấp viền xuống cầm. Anh chị thấy là cục pin em để trên đây nè, chỗ tay em cầm nè, thấy không? Chỉnh cái tay em nè, thấy không? Tay em cầm rồi đó nè, cầm cái cây quay á, em dở tay ra nè. Rồi bữa em gác xuống cái đồng rồi em quay lại đồ em chế luôn nè. Chân cỏ đã lắm nha. Để em lấy xuống luôn đi. Cái đầu bò chứ lộn cái đầu bò. Cái đầu bò zin của nó luôn. Bây giờ nặng. Nè, đáp. Ấy, gấp bị. Hay 7 nữa. Lắp này zin của nó luôn. Mà cái mấy cái dòng máy này nó tem nó mềm lắm, dễ bị gách. Nè, rửa tới cái chân cỏ sạch vậy nè. Rồi cũ nãy chân cỏ nó dính sịn như đây flui rồi. Nè, đầu bò nó anh chị. Đầu bò zin nó chống bóng cỏ tuyệt đối luôn nè, mà chống luôn mài mòn nó mới đã chứ. Mà đầu bò bự nữa. Nè anh chị nhìn nè. Thấy không? Cái đầu bò bự chưa bá luôn á. Nè, anh chị nhìn đây biết. Cái này để chống con cỏ 100% luôn. Nhìn cái đầu bò đã lắm, cứng ngắt à. Cứng ghê lắm. Để đây. Đây. Chụp giật của nó nè. Chụp giật nó vận chuyển ấy. Nó này. Cái đợt vô mà máy đẹp lắm mà vận chuyển bị chạy chỗ ôm lum. Thấy không? Cái này nó chạy nhâm nhâm đó nha. Mà cái máy này là cái nắp đẹp á, cái cây kia nó cũ hèm mà. Nè, chị mới thấy mới không? Rửa nó trong đây luôn biết rồi. 4 phút rồi, nó đây 4 phút rồi. Nè, con này thấy gớm không? Cái này vẫn 27 luôn á. Con này nó bị gãy cái tay này nữa. Còn con kia còn liền nha.
nguyên chân đẹp lắm. Để làm em lấy con đẹp làm trước không mà. Con xấu em để là zin hết luôn á. Anh chị thấy em làm, nếu mà có thể có cái máy em đặng em bán lên cao hơn 100 hoặc 200 luôn á. Nhưng mà anh chị thấy cái công em rửa ghê không? Mình rửa gì cho nó đặng em kiểm tra cho dễ. Dưới đây nè, anh chị biết bố con này á. Em khẳng định luôn á, nếu mà 10 cái máy về có thể là 5 cây nó bị dính con nha. 5 cây nó bị dính ốc bố con á. Chứ em làm á, em không phải là xúc bình xăng xong em bán đâu. Xúc chế á. Em xúc chế em thay da, em thiệt nếu mà vậy em lời 200 ngàn cũng được. Nhưng mà mấy cái này trong đây anh chị về xài sao ổn định. Mình đâu biết trong cuộc nó. Để về, nếu mà phát dây thì nó quan trọng lắm. Về mà mình làm cái máy cho nó ổn định. Em làm gì là giống như mới luôn rồi đó. Vệ sinh lại đó. Nè, IC zin của nó, IC này hệ luôn nha. Nè anh chị thấy không, IC da băng nhưng mà nó đóng quanh gồ luôn nè. Quanh gồ luôn nè anh chị thấy không đó. Còn IC khác là để chữ Ikenda nha. Nhưng mà cái thằng này mới chính hãng giữ nè. Đó, cái dòng này dữ lắm nha. Nè anh chị thấy không, qua lần để nè. Còn thường để Ikenda, con này để quanh gồ luôn nè. Đúng không? Có mấy con ốc chân lòng nó bị xét nhẹ là em không dám mở ra nha. Tại vì nó mình mở ra uổng lắm. Mới công người ta nói nữa. Bởi hai con ốc này nó hơi xét nhẹ, em để luôn. Cái này chế này là em xúc rồi nha. Xúc rồi em cho nổ rồi đó, máy nó nổ đã lắm. Nè, đồ nó nè. Em rửa tới gì luôn nè. Rồi để em gáp vô em cho nổ, nhưng mà không biết là có kịp không nha. Em quay được nhiêu tính nha. Em sẽ gỡ cái bộ cho chị xem luôn. Mốt á, ai mua thì nhớ xem clip này lại giùm em để em khỏi gỡ tới gỡ lui ha, để gỡ tới lui mới công sự nó tuôn ốc. Còn muốn gỡ nữa em gỡ nữa bình thường. Để em gáp cái xe vô cho nổ luôn nha. Quay trực tiếp cho anh chị xem luôn. Em gáp clip là phải từ 18 phút trở lại nha. Cao hơn nó không được. Cao hơn nó đặng không được. Quay trực tiếp anh chị xem cho dễ, với anh chị mua máy mà mình coi được cái nòng nó quan trọng. Chứ em gỡ hết cái này ra nè, nó sạch sẽ gì cái máy anh chị nó chắc cú. Chứ mua mấy cái máy mà xúc bình xăng không thì dễ rồi, xúc chế không thiệt em làm ngày chắc mấy chục cái luôn. Còn này em làm hết lốc cao lắm, ngày 2 cái làm không kịp. Bởi em có khi mấy cái clip mấy cái máy mà 3 4 lòng 37 đó em đâu có đăng kịp đâu. Em chỉ khách vô chốt là em gáp xong quầy xong bán luôn à. Bởi em thấy nhiều anh hỏi em nhiều tiền, mấy con đó em bán hết rồi, 4 cây em bán hết rồi. Rồi cho nổ luôn nha. Này thì em bắt đỡ 3 con thôi nha, đỡ 3 con thôi. Cái máy này chụp giật trợ lực nha. Thank you.
khúc luôn à. Em quay vậy bởi vì anh chị xem hơi lâu không à. Mấy cái ống xăng đó là chút là em thay ống mới hết á. Cái đó còn gì hết của nó. Nè, chị nhìn nè, trong đây nó còn mới tinh luôn thấy không? Mới tinh luôn á, trong đó em chưa xúc á. Quên nó còn này nữa. Nè. Nhìn chạy lên. Quên chuẩn bị trước của hơi lâu. Chờ 15 phút rồi. Con này còn đẹp lắm. Để em cho anh chị xem nha. Mới hức dậy nó còn hơi xây ke á. Bởi vì dính nước nè, cho anh chị xem cái nọc. Đẹp lắm. Cái máy này em nổ rồi mà nó dính nhớt á. Tông còn đẹp lắm nha, xứng tinh luôn á. Rồi 12 phút rồi em gáp vô nha. Ít nhớt á. Ít nhớt. Rồi để cái máy quay vào đây nha. Mấy cái gòn hầm nhăn này anh chị biết sao? Tại em rửa với cái tay em đụng á, một hồi nó thấm nó mềm á. Nhưng mà cái này không quan trọng nha. Quan trọng là cái máy nó nổ im rồi được. Chút em nó em đấu cái bình xăng này nè. Đấu rồi để cho nó nổ á. Chứ bên kia gắn dây vô không kịp đâu. Mấy con 34 kia, lòng 37, 34 lòng 37 em bán hết. Xong. Cái này le đỏ tự động nha anh chị. Chứ khác anh chị bóp vô cho nó dằn vào cái sàn ra ngoài miếng để nó không có bị chảy dừ á, bụi á. Kỹ thì nó hay hơn.
lấy 10 ngàn đi chó gà. Ủa 10 mét chứ lộn. À khoan rồi, dừng nổ. Chơi chứ đợi con xíu chú, con cho nổ máy. Máy này nổ xuống kìa. Để ôm sầm 15 phút em chuẩn bị cắt video. Cái dây mô bin này nó bị nước, hãy quên xịt, bị nước lên ra nó bị sực. Quen đăng lên. Rồi, thôi em tắt video nha.